Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, cục bộ có nơi trên 35 độ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp sau đó kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó, Trung Bộ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Riêng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng phía Bắc từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên ngày nắng, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, mưa có xu hướng gia tăng, trưa và chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi. Có nơi mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.